Sáng ngày 12 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ sai phạm đất đai gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng tại tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Chủ tịch Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai mức án 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh trên, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải bị đề nghị 4-5 năm tù, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Lâm và cựu phó giám đốc Sở Nguyễn Thanh Danh 4 đến 5 năm tù, cựu phó giám đốc Sở Tài chính Ngô Hiếu Toàn 30 đến 36 tháng tù, cựu phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong bị đề nghị xử phạt 24 đến 30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sai phạm của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, sai phạm của các bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, để lại dư luận xấu và ảnh hưởng đến tính chặt chẽ của quy định quản lý đất đai của nhà nước. Việc xét xử các bị cáo nguyên là cựu cán bộ, lãnh đạo địa phương thể hiện tính răn đe của pháp luật không có vùng cấm, đại diện Viện Kiểm soát nêu trước tòa. Liên quan đến vụ án này, năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có chủ trương bán đấu giá 3 lô đất có tổng diện tích 9,2 ha thuộc quỹ đất hai bên đường DT 706B, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, giá khởi điểm là 111 tỷ đồng, tương đương 1,1 triệu mét vuông. Khu đất này vốn là nghĩa trang cũ, sau nhiều lần đấu giá không có ai mua. Năm 2016, do biến động về giá đất tăng ở Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai có quyết định điều chỉnh giá đất tăng thành 1,6 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đầu năm 2017, công ty cổ phần Tân Việt Phát gửi công văn xin được giao 3 lô đất trên mà không thông qua đấu giá, mục đích để xây dựng khu dân cư Tân Việt Phát 2. Tháng 2 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đồng ý chủ trương giao đất cho Tân Việt Phát với mức giá của năm 2013, tức là 1,1 triệu đồng trên 1 mét vuông, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 hecta trên. Tân Việt Phát phân thành 500 lô và tiếp tục được địa phương cấp 500 sổ đỏ. Cuối cùng, doanh nghiệp chuyển nhượng 475 lô thu được 50% số tiền bán đất với tổng số tiền 499 tỷ đồng.